Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học toán lớp 3 mới, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 81, ôn tập trung, trang 125-126. Bài 1, hoàn thành bảng sau theo mẫu. Hàng, chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Viết số, đọc số. Hàng nghìn là 6, hàng trăm là 3, hàng chục là 0, hàng đơn vị là 5. Viết số 6.305, đọc số 6.305. Số tiếp theo, hàng chục nghìn là 2, hàng nghìn là 7, hàng trăm là 6, hàng chục là 4, hàng đơn vị là 1. Viết số 27.641, đọc số 27.641. Số tiếp theo, hàng chục nghìn là 3, hàng nghìn là 0, hàng trăm là 8, hàng chục là 7, hàng đơn vị là 4. Viết số 30.874, đọc số 30.874. Số tiếp theo, hàng chục nghìn là 5, hàng nghìn là 5, hàng trăm là 5, hàng chục là 5, hàng đơn vị là 5. Viết số 55.555. Đọc số 55.555. Bài 2, cho các số sau. Cho 4 số, đều có 5 chữ số. A, chọn câu trả lời đúng. Trong các số đã cho, số lớn nhất là đáp án A, B, C, D. Đáp án nào là đáp án đúng? Khi so sánh các số có 5 chữ số, số nào có hàng, có chữ số hàng chục nghìn lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu hàng chục nghìn bằng nhau, chúng mình so sánh tiếp đến hàng nghìn. Vậy chúng mình thấy B, số lớn nhất là 54.360. Số bé nhất là có 4 đáp án. Chúng mình so sánh số có 5 chữ số. Số nào có hàng chục nghìn bé hơn thì số đó bé hơn. Vậy chúng mình thấy C là đáp án đúng. Số bé nhất là 46.530. B, viết các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn. Chúng mình sắp xếp 4 số này theo thứ tự từ bé đến lớn. Số 46.530 sẽ là bé nhất, đúng không? Sau đó đến số 53.460. Tiếp theo đến 53.640. Sau đó đến 54.360. Đó là sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Tiếp theo, viết các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé. Lớn nhất là 54.360. Sau đó đến 53.640. 53.460. 46.530. Đó là chúng mình đã sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé, từ bé đến lớn và từ lớn đến bé. Bài 3, đặt tính rồi tính. Chúng mình đặt tính phép cộng, phép trừ. Chúng mình đặt theo hàng dọc. Phép nhân và phép chia. Đặt tính xong, chúng mình thực hiện tính. 6 cộng 7 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 0 cộng 1 bằng 1, nhớ 1 bằng 2. 9 cộng 3 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8. 4 cộng 2 bằng 6. Vậy tổng là 68.223. Chúng mình thực hiện phép trừ. 1 không trừ được 3, lấy 11 trừ 3 bằng 8. Nhớ 1. 5 bớt 1 còn 4, 4 trừ 2 bằng 2. Hàng trăm, 2 trừ 0 bằng 2.
Hàng nghìn, 7 không trừ được 8, lấy 17 trừ 8 bằng 9. Viết 9 nhớ 1. 6 bớt 1 còn 5. 5 trừ 1 bằng 4. Vậy hiệu là 49.228. Chúng mình thực hiện phép nhân. 3 x 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 3 x 2 bằng 6, nhớ thêm 1 bằng 7, viết 7. 3 x 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 3 x 3 bằng 9, nhớ 1 bằng 10, viết 10. Vậy tích là 10.278. Phép chia. 42 chia cho 5 bằng 8, viết 8 vào thương. 8 x 5 bằng 40, 42 trừ 40 bằng 2, viết 2 thẳng với 2. Hạ 5 xuống cạnh 2, lấy 25 chia cho 5 bằng 5, viết 5 vào thương. 5 x 5 bằng 25, 25 trừ 25 bằng 0. Hạ 8 xuống cạnh 0, 8 chia cho 5 bằng 1, viết 1 vào thương. 1 x 5 bằng 5, 8 trừ 5 bằng 3, viết 3 thẳng 8. Hạ 0 xuống cạnh 3, 30 chia cho 5 bằng 6, viết 6 vào thương. 6 x 5 bằng 30, 30 trừ 30 bằng 0. Vậy thương của phép chia là 8.516. Muốn thử lại phép chia, ta lấy thương nhân số chia, kết quả bằng số bị chia. Có nghĩa là chúng mình thực hiện chia đúng. Chúng mình bấm dừng video, chúng mình làm bài 1, 2, 3 vào vở. Sau đó chúng mình đối chiếu với bài trên màn hình. Bài 4. Một cửa hàng văn phòng phẩm thứ 7 đã bán 12 hộp bút chì màu. Chủ nhật bán được số hộp bút chì màu gấp 3 lần thứ 7. Hỏi sau 2 ngày bán, cửa hàng đó bán được bao nhiêu hộp bút chì màu? Chúng mình đọc lại bài toán, xem bài toán cho biết gì và bài toán hỏi gì. Sau đó chúng mình tóm tắt. Bài toán cho biết thứ 7, một cửa hàng văn phòng phẩm đã bán được 12 hộp bút chì màu. Cô vẽ một đoạn thẳng biểu thị 12 hộp bút chì màu. Chủ nhật bán được số hộp bút chì màu gấp 3 lần thứ 7. Vậy chủ nhật cô sẽ vẽ một đoạn thẳng dài gấp 3 lần đoạn thẳng của thứ 7. Đó. Vậy là chủ nhật bán được số hộp bút chì màu gấp 3 lần thứ 7. Vậy cô vẽ đoạn thẳng dài gấp 3 lần đoạn thẳng của ngày thứ 7. Hỏi sau 2 ngày bán, cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu hộp bút chì màu? Đó là tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng. Độ dài các đoạn thẳng này bằng nhau. Tóm tắt xong rồi, chúng mình thực hiện bài giảng. Chúng mình sẽ tính chủ nhật cửa hàng bán được số hộp bút chì màu là chúng mình lấy 12 cộng 12 cộng 12, hoặc chúng mình có thể lấy 12 x 3 bằng 36. Gấp 3 chúng mình sẽ nhân với 3. 12 x 3 bằng 36 hộp. Vậy là ngày chủ nhật bán được 36 hộp. Bây giờ chúng mình sẽ tính sau 2 ngày bán, cửa hàng bán được số bút chì màu là chúng mình lấy số hộp bán được của thứ 7 là 12 hộp cộng với số hộp của chủ nhật bán được là 36 hộp bằng 48 hộp. Đáp số 48 hộp bút chì màu. Vậy ta trả lời sau 2 ngày bán, cửa hàng bán được 48 hộp chì màu. Chúng mình bấm dừng video, chúng mình tóm tắt sơ đồ đoạn thẳng và giải bài toán vào vở Oli. Làm xong chúng mình đối chiếu với bài trên màn hình của cô. Tiếp theo chúng mình chuyển sang tiết 2, luyện tập. Bài 1, quan sát hình rồi trả lời câu hỏi. Chúng mình quan sát, đây là hình ảnh cân 2 đĩa. Đó. Kim thăng bằng chỉ vào vạch chính giữa hai đĩa thăng bằng, có nghĩa là khối lượng ở trên hai đĩa cân bằng nhau. Cân thứ hai cũng vậy. Đây là gói muối, đây là gói đường. Kim cân chỉ vào vạch thăng bằng, hai đĩa cân thăng bằng, vậy khối lượng ở hai đĩa cân bằng nhau. Đây là gói muối. Đây là quả cân 200g, quả cân 200g. Đây là gói đường. Đây là quả cân 100g, quả cân 500g, quả cân 200g.
Bây giờ chúng mình suy nghĩ để chúng mình trả lời từng câu hỏi. Câu hỏi A, túi đường cân nặng bao nhiêu gam? Túi đường, cân nặng của túi đường là ta lấy 100 cộng 500 cộng 200 bằng 800. Vì hai đĩa cân thăng bằng, cho nên khối lượng ở hai đĩa cân bằng nhau. Vậy gói đường cũng có cân nặng bằng 800 gram, giống với ở đĩa cân bên trái. Kim cân chỉ vào vạch thăng bằng, hai cân thăng bằng, vậy là khối lượng hai đĩa cân bằng nhau. Vậy đĩa cân bên trái là 800 gram, thì đĩa cân bên phải cũng có khối lượng 800 gram. Vậy là gói đường của chúng mình nặng 800 gram. Câu B, túi muối cân nặng bao nhiêu gam? Ở đây hai đĩa cân cũng thăng bằng, có nghĩa là khối lượng gói muối bằng khối lượng hai quả cân ở bên trái. Vậy ta trả lời, cân nặng của túi muối là 200 cộng 200 bằng 400 gam. Câu C, túi đường và túi muối cân nặng tất cả bao nhiêu gam? Chúng mình thực hiện phép cộng, lấy 800 cộng 400 bằng 1200 gam. Vậy là túi muối và túi đường cân nặng 1200 gam. Câu D, túi đường cân nặng hơn túi muối bao nhiêu gam? Chúng mình làm phép tính trừ. Chúng mình lấy khối lượng của túi đường trừ đi khối lượng của túi muối. Kết quả của phép trừ đó là số gam nặng hơn. Vậy là túi đường nặng hơn túi muối số gam là 400 trừ 400 bằng 400 gam. Bài 2, bạn Núi đi học từ nhà lúc 6 giờ 5 phút và đến trường lúc 6 giờ 55 phút. Hỏi bạn Núi đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút? Chúng mình suy nghĩ để trả lời. Bạn Núi đi học từ nhà lúc 6 giờ 5 phút và đến trường lúc 6 giờ 55 phút. Vậy là bạn Núi đi từ nhà đến trường hết 50 phút. Chúng mình có thể nhìn tính từ đồng hồ này, từ vạch số kim phút di chuyển từ số 1 đến số 11. Chúng mình đếm này, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Hoặc chúng mình có thể lấy 55 phút trừ đi 5 phút bằng 50 phút. Bài 3, tính giá trị của biểu thức. Ở câu A, biểu thức có chứa phép cộng và phép trừ, ta thực hiện từ trái sang phải. Hàng đơn vị 6 cộng 7 bằng 13, viết 3 nhớ 1. Hàng chục 5 cộng 0 bằng 5, nhớ 1 bằng 6. Hàng trăm 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. Hàng nghìn 3 cộng 1 bằng 4, nhớ 1 bằng 5. Trừ đi số trừ ở phía sau. Ta thực hiện hàng đơn vị trước. 3 không trừ được 8, lấy 13 trừ 8 bằng 5, viết 5 nhớ 1. Hàng chục là 6 bớt 1 có 5, 5 trừ 3 bằng 2, viết 2. Hàng trăm là 0 trừ 5. 0 không trừ được 5, lấy 10 trừ 5 bằng 5, viết 5 nhớ 1. Hàng nghìn là 5 bớt 1 còn 4, 4 trừ 2 bằng 2. Vậy giá trị của biểu thức phần A là 2525. Phần B, biểu thức có chứa phép nhân chia, ta thực hiện từ trái sang phải. 1306 nhân với 6. 6 nhân 6 bằng 36, viết 6 nhớ 3. 6 nhân 0 bằng 0, nhớ 3 bằng 3. 6 3 18, viết 8 nhớ 1. 6 nhân 1 bằng 6, nhớ 1 bằng 7. Sau đó chia cho số chia ở phía sau, chia cho 2. 7 chia 2 bằng 3, viết 3 nhớ 1, hạ 8. 18 chia 2 bằng 9, viết 9. 9 x 2 18, 18 trừ 18 bằng 0. 3 chia cho 2 bằng 1, 1 x 2 bằng 2. 3 trừ 2 bằng 1, 1 hạ 6 là 16 trừ 2 bằng 8. Vậy giá trị của biểu thức phần B là 9.000, là 3.918. C, chúng mình tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Hàng đơn vị là 6 trừ 2 bằng 4. Hàng chục 6 trừ 6 bằng 0. Hàng trăm 7 trừ 7 bằng 0. Vậy trong ngoặc chúng mình thực hiện kết quả hiệu là 0. Sau đó lấy 452 nhân với 4.
4 x 2 bằng 8, viết 8. 4 x 5 20, viết 0 nhớ 2. 4 x 4 bằng 16, nhớ 2 là 18. Giá trị của biểu thức C là 1808. D. Chúng mình thực hiện trong hoặc trước. Hàng đơn vị 3 cộng 9 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 4 cộng 1 bằng 5, thêm 1 bằng 6. 5 cộng 2 bằng 7. Rồi chia cho số chia 3. 6. Chúng mình thực hiện 3, 7 chia 3 bằng 2. 2 x 3 bằng 6, 7 chia 6 bằng 1. Hạ 6 là 16. 16 chia cho 3 bằng 5. 5 x 3 bằng 15. 16 trừ 15 bằng 1, hạ 2. 12 chia cho 3 bằng 4. Giá trị của biểu thức D là 254. Chúng mình bấm dừng video để chúng mình làm bài. Làm xong chúng mình lại bấm tiếp theo. Bài 4, phần A, tính diện tích hình vuông có chu vi là 32 cm. B, tính chu vi hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của hình vuông ở câu A và có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Ở phần A, chúng mình sẽ tính cạnh của hình vuông. Chúng mình lấy chu vi chia cho 4. Kết quả của phép chia chính là cạnh của hình vuông. Vì cạnh nhân 4 thì bằng chu vi. Vậy ta lấy chu vi chia cho 4 thì kết quả của phép chia chính là chiều dài cạnh của hình vuông. Vậy cạnh của hình vuông là 8 cm. Diện tích của hình vuông là ta lấy cạnh nhân cạnh. 8 x 8 bằng 64 cm². B. Hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh hình vuông ở câu A. Vậy chiều rộng hình chữ nhật có độ dài là 8 cm. Chiều dài hình chữ nhật gấp 3 lần chiều rộng. Vậy ta lấy 8 x 3 bằng 24. Chu vi của hình chữ nhật chúng mình lấy chiều dài cộng chiều rộng đóng ngoặc nhân 2. Tức là lấy 24 cộng 8 x 2 bằng 64 cm. Đáp số A 64 cm². B 64 cm. Chúng mình bấm dừng video, chúng mình làm bài vào vở. Sau đó chúng mình đối chiếu với bài trên màn hình. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn bấm like và nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của cô Lan và để xem được bộ đề thi cuối kỳ 2. Những bạn nào đã đăng ký kênh rồi thì sẽ xem được. Còn những bạn nào chưa đăng ký kênh thì không xem được. Bởi vì bộ đề thi học kỳ 2 chỉ dành cho những bạn là thành viên đã đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.